Chào mừng quý thính giả đến với chuyên mục Radio Phong Vân Mạng Đàm của Tinh Hoa TV. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả kỳ 4 của loạt bài Mạng Đàm Thế Sự. Nghìn cân treo sợi tóc. Trong trận đại chiến trên hồ Bà Dương, một cơn gió lớn đã giúp Chu Nguyên Chương đánh bại đội quân hùng mạnh của Trần Hữu Lượng. Từ đó định ra vị hoàng đế khai quốc Triều Minh. Mấy chục năm sau, lại một trận gió khác nổi lên vào đúng lúc nghìn cân treo sợi tóc, giúp một người khác lên ngôi xưng đế, đưa văn trị võ công của nhà Minh lên đến đỉnh cao. Vậy người đó là ai? Vào năm Hồng Vũ thứ 28, Chu Nguyên Chương đã thỉnh mời một số tăng nhân dạy cho các hoàng tử học tập kinh Phật. Trong đó có vị hòa thượng pháp danh là Đạo Diễn, tên tục gia là Diêu Quảng Hiếu. Hoàng tử thứ tư của Chu Nguyên Chương tên là Chu Đệ, khi đó được sắc phong ở Bắc Kinh nên còn gọi là Yên Vương. Minh sử ghi chép, Yên Vương dung mạo kỳ vĩ với bộ râu đẹp, hơn nữa ngoại hình lại vô cùng cao lớn, khôi ngô. Ông cũng là một viên tướng tài hiếm có của Triều Minh, trong mỗi trận đánh đều vô cùng lợi hại. Khi vừa nhìn thấy Yên Vương, nhận ra tướng mạo của vị hoàng tử này không giống như những người bình thường. Hòa thượng Đạo Diễn liền chạy đến trước mặt Yên Vương và nói, xin ngài hãy cho tôi đi theo ngài, nếu được như vậy, tôi sẽ tặng ngài một chiếc mũ trắng. Ý nói rằng, nếu như ngài cho tôi được theo hầu, tôi chắc chắn sẽ giúp ngài trở thành hoàng đế. Chu Đệ hiểu hàm ý đó nên rất sốt sắng, bởi bấy giờ triều đình đã lập thái tử rồi. Vị thái tử được Chu Nguyên Chương sắc phong đầu tiên chính là Chu Tiêu, anh cả của Chu Đệ. Con người Chu Tiêu rất nhân hậu. Bản thân Chu Nguyên Chương cũng rõ ràng một điều, đó là có thể giành được thiên hạ trên lưng ngựa, chứ không thể dùng lưng ngựa mà cai trị thiên hạ được. Vậy nên, Chu Nguyên Chương đã chọn ra những vị nho sinh xuất sắc nhất lúc bấy giờ để dạy đạo lý, trị quốc bằng lòng nhân ái cho Chu Tiêu. Nhưng tiếc thay, sức khỏe của ông lại không được tốt. Chu Nguyên Chương chưa quy tiên thì Chu Tiêu đã ra đi trước. Vì quá yêu quý đứa con trai cả này, nên ông đã lập con trai của Chu Tiêu là Chu Doãn Văn lên làm thái tử. Nghĩa là sau khi Chu Nguyên Chương qua đời thì Chu Doãn Văn sẽ lên kế vị. Quả là như vậy, Chu Doãn Văn chính là Kiến Văn Đế sau này. Trước đây, Chu Nguyên Chương đã sắc phong vương vị cho các hoàng tử, chia đất phong hầu cho họ ở các nơi khác nhau để làm phiên vương. Phiên vương rất có quyền lực, họ có quân đội và lãnh thổ riêng, cũng có chế tài thu thuế riêng biệt. Vậy nên, quyền lực của phiên vương là rất lớn. Sau khi Chu Nguyên Chương băng hà, Chu Doãn Văn lên làm hoàng đế, ông không khỏi giật mình khi nhận ra quyền lực của các phiên vương. Họ đều là chú ruột của Chu Doãn Văn, thế lực của mỗi người đều rất lớn mạnh. Chu Doãn Văn trong tâm nơm nớp, lo sợ địa vị của mình sẽ bị uy hiếp. Lúc bấy giờ, trong triều có hai đại thần, một người tên là Tề Thái, một người tên là Hoàng Tử Trừng. Cả hai cùng kiến nghị, khuyên Chu Doãn Văn hãy nhanh chóng loại trừ các phiên vương và triệt tiêu quyền lực của họ. Kỳ thực, người mà Chu Doãn Văn muốn loại bỏ nhất chính là Yên Vương. Nhưng ông ta không dám hành động ngay mà lại ra tay từ người khác trước. Trong số các phiên vương, người thì bị bắt giam, người thì bị bỏ tù, có người thì tự sát, vân vân. Cứ như vậy, cuối cùng cũng đến lượt Yên Vương. Lại nói, năm xưa sau khi Yên Vương được phong hầu tới Bắc Kinh, Hòa thượng Đạo Diễn suốt ngày không ngừng rỉ tai, tạo phản đi thôi, tạo phản đi thôi. Những lời này đã nói đi nói lại suốt mấy năm trời. Về sau,
Do hình thế bức ép, Yên Vương bất đắc dĩ đã phải thực sự tạo phản. Nhưng quân đội của ông so với triều đình thì không cách nào bị được. Chu Đệ chỉ có mười mấy vạn quân, trong khi đội quân của triều đình lại là mấy chục vạn. Hai bên đã từng phát sinh nhiều trận chiến, nhưng trong số đó có một trận đi vào lịch sử. Đó là trận quyết chiến giữa quân đội của Chu Đệ với đội quân của triều đình ở sông Bạch Câu, tỉnh Hà Bắc vào năm Kiến Văn thứ hai. Quân đội của Chu Đệ từ Bắc Kinh tiến về phía Nam Kinh, ở đây tạm gọi là quân Bắc. Còn đội quân của triều đình thì từ Nam Kinh tiến về phía Bắc Kinh, tạm gọi là quân Nam. Thống soái của quân Nam là Lý Cảnh Long, dẫn theo 60 vạn đại quân, còn Chu Đệ thì chỉ có mười mấy vạn quân. Trận chiến khá khốc liệt. Sau cùng, quân đội của Chu Đệ đã bị Lý Cảnh Long bao vây. Giữa lúc đó, con trai của Chu Đệ là Chu Cao Húc dẫn một nhóm quân tinh nhuệ đến ứng cứu, nhưng cũng mau chóng bị diệt sạch. Bản thân Chu Đệ đã phải đổi đến 3 con ngựa chiến, 3 thanh gươm. Khi đó, ông rơi vào tình cảnh hết gạo, sạch đạn. Ngay lúc này đã phát sinh một sự việc hết sức kỳ quái. Minh Sử quyển 5 chép rằng, một trận gió lốc bất ngờ nổi lên, Yên Vương thuận gió phóng hỏa đánh trả, rồi lại chém đầu mấy vạn, lại thêm hơn chục vạn quân địch chết đuối. Lúc đó, tâm nhãn của cơn lốc này ngay lập tức bẻ gãy cờ chỉ huy chủ soái của Lý Cảnh Long. Trong phút chốc, toàn bộ chiến trường đều im phăng phắc. Mọi người trố mắt ra nhìn, cờ chỉ huy sao lại bị đánh gãy rồi? Bởi trong chiến tranh, đây là một tín hiệu vô cùng bất lợi. Ngay sau đó, cơn lốc lại biến thành một trận gió bắc, từ phía bắc thổi xuống phía nam, khiến cho quân Nam không tài nào mở được mắt. Lúc này, Chu Đệ đã thừa gió phóng hỏa, thuận theo hướng gió mà phóng một mồi lửa, tiêu diệt hơn mấy vạn quân địch, cộng thêm số quân địch chết đuối lên đến hơn chục vạn. Thật không ai có thể ngờ, quân Nam đang ở trong tình thế đắc thắng, nhưng chỉ một trận gió quái lạ đã khiến cho cục diện tan hoang. Ở đây không chỉ là một trận gió, khi Chu Đệ đang xông pha đánh trận, cả thảy là 3 lần, thì chính ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc, gió lớn đã nổi lên. Cả 3 trận gió này đã thổi Chu Đệ từ Bắc Kinh đến Nam Kinh, đưa ông lên ngôi hoàng đế. Những sự việc xác suất rất nhỏ nhưng lại bất ngờ diễn ra, kỳ thực đó chính là thiên ý. Trong lịch sử có rất nhiều ghi chép lại rằng việc Yên Vương xưng đế rõ ràng là thiên ý, không phải ngẫu nhiên. Triều Minh có một người rất giỏi xem tướng tên là Viên Củng. Một lần nọ, Yên Vương muốn ra ngoài uống rượu nên đã dẫn theo một số thị vệ trong cung đi cùng. Ông ta vì để che giấu thân phận nên đã cởi y phục hoàng tộc mà vẫn y phục của thị vệ thông thường. Trong tử quán, Viên Củng khi ấy cũng đang uống rượu. Ông ta vừa trông thấy Yên Vương thì liền bước đến quỳ dưới đất, nói: "Điện hạ, sao ngài lại có thể vận y phục của bọn hạ nhân chứ?" Yên Vương đáp: "Y phục của hạ nhân gì chứ, ta chính là thị vệ." Viên Củng nói: "Ngài không cần phải khách sáo đâu, mai sau thế nào ngài cũng sẽ làm hoàng đế." Chúng ta vừa nhắc lại 4 câu chuyện liên quan đến gió. Trong trận chiến Xích Bích, một trận gió lớn đã đặt định ra cục diện Tam Quốc chia 3 thiên hạ. Trận chiến Hán Sở, một trận gió lớn đã cứu tính mạng của Lưu Bang, khai sáng Giang Sơn 400 năm nhà Hán. Trận đại chiến ở Hồ Bà Dương, một trận gió lớn đã giúp Chu Nguyên Chương tiêu diệt Trần Hữu Lượng, trở thành hoàng đế khai quốc của triều Minh. Và trong trận chiến sông Bạch Câu, không phải là một cơn gió lớn mà là 3 cơn gió lớn đã giúp Chu Đệ tiến vào Nam Kinh, trở thành Minh Thành Tổ sau này. Khi đọc sách sử, tôi thường không khỏi cảm khái như vậy. Lịch sử có những lúc giống như một con tàu đi giữa biển lớn. Một trận gió bất ngờ thổi đến,
đã thay đổi hoàn toàn hướng đi của nó. Phong vân của lịch sử thường là không sao đoán trước được. Trời có gió mây khó đoán, người có họa phúc khó lường. Mỗi một cá nhân trên con đường nhân sinh cũng thường sẽ có những sự tình bất ngờ ập đến, từ đó thay đổi vận mệnh của cả một đời người. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Phong Vân Mạng Đàm của Tinh Hoa TV đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình lần sau.